Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, vào chiều qua ngày 17 tháng 9, trên các mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh hàng chục người Việt Nam đang tháo chạy khỏi một tòa nhà lớn tại Campuchia về hướng cửa khẩu Tây Ninh Việt Nam. Qua xác minh thì đây là nhóm lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở thị xã Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, gần cửa khẩu Mộc Bài, bị lực lượng chức năng Campuchia giữ lại. Hình ảnh và ghi chú của các clip này cho thấy có hơn 50 người bỏ chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh giữa cơn mưa tầm tã. Trong đó có một số người bị ngã và bị những người mặc đồng phục bảo vệ bắt lại. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết những người này làm việc trong một casino ở xã Ba Vét, tỉnh Svay Riêng. Do bất đồng công việc, không làm nữa nên đã chạy khỏi sòng bài ra đường lớn hướng về cửa khẩu Mộc Bài thuộc huyện Bến Cầu. Cảnh sát địa phương sau đó đã giữ nhóm người này lại và đưa về trụ sở. Phía tỉnh Tây Ninh cũng đã cử lực lượng qua phối hợp với Campuchia để bảo hộ công dân và làm rõ vụ việc. Tình trạng người Việt làm trong casino Campuchia trốn về nước gần đây cho thấy có nhiều vấn đề trong lao động tại khu vực này. Trước đó ngày 18 tháng 8, 42 người Việt làm tại sòng bài thuộc ấp Cherichum, tỉnh Kandai bỏ trốn, bơi qua sông Bình Dị, An Giang về nước. Một người bị nước cuốn thiệt mạng, một người bị bảo vệ casino bắt lại.